Tin Thế Giới sáng ngày 17 tháng 3 Ông Putin cáo buộc người Nga thân phương Tây là những kẻ phản bội và cặn bã Kiev cáo buộc Nga không kích nhà hát Mariupol Nhật Bản sẽ bãi bỏ quy chế tối hệ quốc đối với nước Nga Hoa Kỳ viện trợ thêm 800 triệu đô la Mỹ cho Ukraine Tổng thống Biden gọi ông Putin là tội phạm chiến tranh Thu Lâm xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi mục tin Thế giới sáng ngày 17 tháng 3 của DKN TV Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin sáng hôm nay. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhắm mục tiêu tới những người Nga thân phương Tây như những kẻ phản bội vào ngày 16 theo giờ địa phương, đánh dấu ngày thứ 21 sau cuộc xâm lược Ukraine. Ông nói rằng, những người Nga thân phương Tây đang cố gắng tiêu diệt nước Nga. Theo Reuters, ông Putin nói với các quan chức chính phủ rằng các nước phương Tây sẽ kiếm tiền ở đây và đặt cược vào những kẻ phạm tội. Ông nói, mọi người, đặc biệt là người dân Nga, sẽ luôn có thể phân biệt được đâu là những người yêu nước chân chính, đâu là cặn bã của con người và những kẻ phạm tội. Như thể họ nhổ ra một con côn trùng nhỏ bé vô tình đi vào miệng. Ông Putin cho rằng phương Tây đang cố gắng chia rẽ nước Nga và tạo ra sự đối đầu dân sự với sự trợ giúp của lực lượng thân phương Tây, ông cũng nói rằng Nga sẽ từ chối những nỗ lực như vậy từ phương Tây. Ông nói, tôi tin rằng sự tự thanh lọc tự nhiên và cần thiết này của xã hội sẽ củng cố quốc gia của chúng ta. Chúng ta đoàn kết, thống nhất và sẵn sàng đối phó với bất kỳ thử thách nào. Reuters đánh giá nhận xét này là ác mồm một cách hiếm có ngay cả đối với Putin, người luôn chỉ trích phương Tây. Cựu Thủ tướng Nga Mikhail Kasyanov đã tweet rằng, Putin đang đẩy mạnh các hành động hủy diệt nước Nga và tuyên bố đàn áp hàng loạt đối với những người không đồng tình với chế độ. Andrei Kolesnikov, một nhà phân tích chính trị Nga cho biết, Tổng thống Putin đã phân chia công dân Nga thành người trong sạch và người không sạch sẽ theo cách toàn trị. Thưa quý vị, Kiev ngày 16 tháng 3, tố Nga không kích nhà hát có nhiều dân thường trú ẩn ở thành phố Mariupol tại đông nam nước này. Hội đồng thành phố Mariupol tối ngày 16 tháng 3 đăng tải hình ảnh nhà hát thành phố bị phá hủy do không kích và cáo buộc máy bay quân sự Nga cố tình nhắm vào cơ sở này. Thông báo đồng thời khẳng định tòa nhà là nơi trú ẩn của hàng trăm cư dân thành phố. Hội đồng thành phố Mariupol viết trong thông báo trên kênh Telegram rằng, Chúng tôi biết rằng sau vụ đánh bom, khu vực trung tâm nhà hát kịch thành phố đã bị phá hủy, gạch đá chặn cửa hầm trú bom của tòa nhà. Thành phố chưa thể xác định chính xác quy mô thiệt hại và số thương vong do Mariupol đang chịu pháo kích. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba sau đó đăng trên Twitter rằng nhà hát thành phố Mariupol bị phá hủy hoàn toàn và cáo buộc đó là cuộc tấn công do Nga thực hiện. Ông viết phía Nga không thể nào không biết rõ đây là nơi trú ẩn của dân thường. Bộ Quốc phòng Nga lập tức bác bỏ cáo buộc từ giới chức Ukraine. Cơ quan này tuyên bố không bao giờ xem nhà hát thành phố Mariupol là mục tiêu không kích vì nhận thức rõ nguy cơ thương vong dân thường. Giới chức Ukraine ước tính hơn 2.500 cư dân tại Mariupol đã thiệt mạng tính đến ngày 15 tháng 3. Con số này chưa được kiểm chứng độc lập. Cả quan chức Ukraine và Nga đều mô tả tình hình nhân đạo tại đây là thảm khốc và đang trở nên tồi tệ nhanh chóng. Kiev cho biết khoảng 20.000 dân thường đã sơ tán khỏi Mariupol, nhưng vẫn còn hàng trăm nghìn người mắc kẹt giữa những đợt pháo kích mà không có điện, nước và hệ thống sưởi ấm. Thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 16 tháng 3 thông báo nước này sẽ bãi bỏ quy chế tối huệ quốc đối với Nga nhằm tăng cường trừng phạt nước này liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ông Kishida nói Nhật Bản sẽ tăng quy mô đóng băng tài sản của giới tinh hoa Nga và cấm nhập khẩu một số mặt hàng. Thủ tướng Nhật Bản cho biết nước này sẽ hợp tác chặt chẽ với nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới nhằm ngăn chặn Nga khai thác các khoản vay từ Quỹ tiền tệ quốc tế và các tổ chức cho vay quốc tế khác. Ông Kishida không cho biết mặt hàng nào sẽ bị áp thuế cao hơn khi Nhật Bản bãi bỏ quy chế tối hội quốc đối với Nga. Tân Manichi đưa tin động thái trên của Nhật Bản sẽ khiến thuế đánh vào các mặt hàng hải sản như cầu gai và cua biển nhập khẩu từ Nga tăng. Theo số liệu của chính phủ Nhật Bản, trong năm 2021, Nga chiếm 81% lượng cầu gai và 47,6% lượng cua biển mà nước này nhập khẩu. Nhật Bản đã áp đặt trừng phạt đối với việc xuất khẩu chip và thiết bị công nghệ cao sang Nga cũng như với nhiều quan chức, các giám đốc doanh nghiệp và các ngân hàng Nga và Belarus với việc đóng băng tài sản. Hoa Kỳ viện trợ thêm 800 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Thưa quý vị, tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ tư cho biết, Hoa Kỳ viện trợ quốc phòng 800 triệu đô la Mỹ cho Ukraine để chống lại sự xâm lược của Nga, bao gồm máy bay không người lái và hệ thống phòng không. Ông Biden phát biểu trước khi ký bản ghi nhớ. Động thái mới này sẽ cung cấp sự hỗ trợ chưa từng có cho Ukraine. Nó bao gồm 800 hệ thống phòng không để bảo đảm quân đội Ukraine có thể tiếp tục ngăn chặn các máy bay và trực thăng tấn công người dân của họ và để bảo vệ không phận Ukraine. Gói này cũng sẽ hỗ trợ cho Ukraine hàng nghìn vũ khí chống giáp, 100 máy bay không người lái, vũ khí nhỏ và đạn dược cùng các thiết bị khác. Tổng thống Biden cho biết Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ tiếp tục giúp đỡ Ukraine. Ông nói, Mỹ dẫn đầu nỗ lực này cùng với các đồng minh và đối tác của chúng tôi, cung cấp mức độ an ninh và hỗ trợ nhân đạo khổng lồ mà chúng tôi đang bổ sung hiện nay và chúng tôi sẽ tiếp tục làm nhiều hơn nữa trong những ngày tới và tuần tới. Khi được hỏi về việc có thể gửi chiến đấu cơ MiG -E của Ba Lan cho lực lượng Ukraine theo yêu cầu của Kiev hay không, ông Biden từ chối bình luận. Kết thúc bài phát biểu, ông Biden nhắc lại rằng cuộc xâm lược của Tổng thống Putin như một cuộc đấu tranh giữa tự do và chế độ chuyên quyền. Tổng thống Biden khẳng định, nước Mỹ sát cánh với các lực lượng của tự do và sẽ luôn làm như vậy. Động thái của Tổng thống Biden diễn ra vào ngày Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky trực tiếp kêu gọi Quốc hội Mỹ hỗ trợ nhiều hơn và lập vùng cấm bay ở Ukraine. Mỹ và NATO bác bỏ các lời kêu gọi thiết lập vùng cấm bay, một động thái mà nhiều người tin rằng sẽ làm leo thang đáng kể căng thẳng. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Tư ngày 16 tháng 3 theo giờ địa phương nói với các phóng viên tại Tòa Bể Ốc rằng nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin là một tội phạm chiến tranh vì xâm lược Ukraine. Bình luận của ông Biden được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức hàng đầu khác gặp công tố viên hàng đầu của Tòa án Hình sự Quốc tế, người hai tuần trước đã mở cuộc điều tra về các tội ác chiến tranh của Nga. Vào hôm thứ Tư, Thượng nghị sĩ Mark Kelly nói rằng ông Tổng thống Putin là tội phạm chiến tranh. Ông Kelly trích dẫn các cuộc tấn công của Nga vào bệnh viện, khu hộ sinh tòa nhà trung cư ở Ukraine và bắn trực tiếp vào dân thường nước này. Trong cuộc trao đổi với phóng viên, ông Biden được hỏi, Thưa Tổng thống, sau tất cả những gì chúng ta đã thấy, Ngài đã sẵn sàng gọi Putin là tội phạm chiến tranh chưa? Ban đầu ông Biden trả lời, không. Sau đó phóng viên hỏi liệu Tổng thống Biden có đến Ba Lan, nơi nhiều người tị nạn Ukraine đã chạy trốn khỏi cuộc xâm lược của Ngài không? Sau đó Tổng thống Biden đáp, bạn đã hỏi tôi có nên gọi ông Putin như vậy không? Ồ, tôi nghĩ ông ta là tội phạm chiến tranh. Thư ký báo chí Tổ bài Úc Jen Psaki sau đó cho biết Tổng thống Biden đang nói từ trái tim của mình, từ những gì ông thấy trên bản tin, đó là hành động màn dợ của một nhà độc tài tàn bạo. Bà Psaki lưu ý rằng, có một quy trình pháp lý riêng biệt để xác định liệu ông Putin có vi phạm luật pháp quốc tế và phạm tội ác chiến tranh hay không. Bà nói, quy trình đó hiện đang được tiến hành tại Bộ Ngoại giao. Con trai ông Trump Putin đọc vị được cha tôi. Thưa quý vị, theo Newsweek của Mỹ, Eric Trump, con trai của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News rằng Tổng thống Nga Putin có thể đọc vị được tính cách và niềm tin của ông Trump. Trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Sean Hannity của Fox News vào tối ngày 14 tháng 3, ông Eric Trump nghĩ rằng ông Putin có thể coi cựu Tổng thống Trump là một người cứng rắn. Ông nói. Một trong những lý do khiến ông Putin có thể phân tích ông Trump là vì ông đã được đào tạo tại KGB, Ủy ban An ninh Quốc gia của Liên Xô cũ. Ông Eric Trump cũng lặp lại tuyên bố của cha mình về cuộc xung đột Nga-Ukraine rằng ông Putin sẽ không ra lệnh xâm lược nếu ông Trump vẫn là Tổng thống Mỹ. Eric Trump nói, Putin được đào tạo tại KGB, ông ấy có thể đọc vị được mọi người, ông ấy có thể thấy Trump là một người rất mạnh mẽ. Xin, cho tôi đất đứng trước thử thách. Eric tiếp tục, Ông ấy đã được thử thách, ông ấy thể hiện lòng can đảm, ông ấy thể hiện sức mạnh và ông ấy là đại diện cho những gì nước Mỹ nên là. Biden làm điều ngược lại mỗi ngày. Ông Eric Trump tiếp tục chỉ trích Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris vì cách họ xử lý tình hình ở Ukraine. Người dẫn chương trình Hannity tin rằng ông Biden nên có cách tiếp cận tích cực hơn với ông Putin và Eric Trump đồng ý, nói rằng cha ông sẽ sẵn sàng đe dọa Nga nếu nước này đe dọa Mỹ khi xung đột leo thang. Hannity nói, Đối với tôi dường như nếu Putin đề cập đến vũ khí hạt nhân, hoặc khi bạn đọc tất cả các báo cáo của phương tiện truyền thông phương Tây này, nói rằng họ có thể sử dụng vũ khí hóa học, vũ khí sinh học hoặc tấn công mạng và bạn chắc chắn sẽ không chỉ nói, chúng tôi sẽ làm gì với bạn nếu bạn dám chạm vào chúng tôi, Biden có vẻ hơi sợ hãi. Eric Trump trả lời, cho tôi sẽ gọi điện thoại và nói, Putin, đừng nghĩ về điều đó, đừng cố gắng, nó sẽ không hiệu quả với ông. Putin đã thấy ông Trump dùng người và chiến đấu cơ giết một vị tướng Iran như Soleimani. Và khi ông ấy thấy chúng ta thả bom vào các trại khủng bố, ông ấy biết Trump rất nghiêm khắc và khó lường. Cuối tuần qua, chính ông Trump có nhắc lại rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông là một trong những lý do khiến Putin không sử dụng vũ lực với Ukraine. Ông Trump nói tại một cuộc biểu tình ở Nam Carolina vào ngày 12 tháng 3 rằng chính tính cách của ông đang ngăn cản Hoa Kỳ can dự vào cuộc chiến. Thưa quý vị, đại sứ quán Mỹ tại Kyiv hôm qua cho biết, quân đội Nga đã bắn chết 10 người đang xếp hàng chờ nhận bánh mì ở thành phố Chernihiv, miền Đông Bắc của Ukraine. Đại sứ quán cho biết, hôm nay lực lượng Nga đã bắn chết 10 người đang xếp hàng chờ nhận bánh mì ở Chernihiv. Vụ tấn công kinh hoàng này phải dừng lại. Chúng tôi đang xem xét mọi phương án để bảo đảm rằng bất kỳ hành động tàn bạo nào ở Ukraine đều có người phải chịu trách nhiệm. Khi đại sứ quán đưa ra một tuyên bố trên các trang mạng xã hội chính thức của họ ở Twitter và Facebook, họ không đề cập đến bất kỳ bằng chứng nào để hỗ trợ cáo buộc này. Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc này và nói rằng không có quân đội Nga nào ở khu vực trên. Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết họ đã mở một cuộc điều tra về vụ việc trên. Nga đã gọi các hành động quân sự của họ ở Ukraine là một hoạt động quân sự đặc biệt. Nó phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường và nói rằng các cuộc không kích, tấn công mặt đất và trên biển của họ nhằm phá hủy cơ sở tầng quân sự của Ukraine. Nhưng Ukraine và các đồng minh phương Tây đã cáo buộc Moscow nhắm mục tiêu vào dân thường một cách bừa bãi. Hàng nghìn người đã thiệt mạng trong cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 và vài triệu người đã phải di rời. Người văn ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết báo cáo và đoạn phim về các nạn nhân được cho là đã xuất hiện ở nhiều trang mạng khác nhau của Ukraine là một trò lừa bịp do cơ quan an ninh Ukraine tung ra. Không có binh sĩ Nga nào đang hoặc đã ở trên IHIP tất cả các đơn vị đều nằm ngoài giới hạn của thành phố Chernihiv và không tiến hành bất kỳ hành động tấn công nào. Ông nói và cho biết thêm rằng Đại sứ quán Mỹ đã công bố một tin giả chưa được xác minh. Nguồn lực của họ đang cạn kiệt, 10 ngày quan trọng nhất của cuộc chiến Nga-Ukraine đang đến. Thưa quý vị, cuộc chiến Nga-Ukraine tiếp tục diễn ra gay gắt và tình hình hiện tại đang đi vào bế tắc. Ben Hurst, đương kim chủ tịch phòng nghiên cứu chiến lược của Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu và là cựu tư lệnh lục quân Hoa Kỳ, tiết lộ rằng hiện đang thiếu nguồn cung cấp cho quân đội Nga trên tiền tuyến và các lực lượng của quân đội Nga ước tính sẽ cạn kiệt sau khoảng 10 ngày nữa. Theo hãng truyền thông Anh Sky News, ông Hurst dự đoán 10 ngày tới sẽ là thời điểm then chốt của cuộc chiến và ông tin rằng đây là lý do khiến Nga bắt đầu tìm kiếm sự trợ giúp từ Trung Quốc và tuyển quân vào từ Syria. Họ đang tiêu tốn nhiều thời gian, đạn dược và nhân lực. Ông Hurst tin rằng Ukraine cần vũ khí và đạn dược để chống lại sự xâm lược của Nga. Ông nói theo đánh giá của tôi, có một cảnh báo quan trọng rằng các nước phương Tây phải tăng tốc và mở rộng sự ủng hộ của họ đối với Ukraine dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ. Mười ngày tới sẽ là thời điểm then chốt quan trọng và các nước phương Tây nên dốc toàn lực để hỗ trợ Ukraine. Thưa quý vị, tại cuộc họp báo sau khi Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc bế mạc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã thảo luận về những nỗ lực của Trung Quốc nhằm môi giới hòa bình ở Ukraine nhưng tránh lên án Nga. Ông cũng phản đối các biện pháp trừng phạt của các nước nhắm vào Nga. Nhưng trong khi Trung Quốc đăng cai Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, một thiệt hại lớn về nhân mạng tiếp tục xảy ra dưới bàn tay tàn bạo của chính quyền Nga. Theo cho Nick việc nước chủ nhà Trung Quốc nhắm mắt làm ngơ gây ra sự phẫn nộ lớn trên thế giới. Cả Trung Quốc và Nga đều là đồng tài trợ của một nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi thỏa thuận ngừng bắn Olympic, trong đó kêu gọi ngừng tất cả các cuộc chiến trong gần 2 tháng diễn ra Thế vận hội và Paralympic Tổng thống Nga Putin đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 4 tháng 2, ngày khai mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, và sau đó khởi động cuộc xâm lược của mình sau khi Thế vận hội kết thúc. Trung Quốc đã liên kết với Nga để phản đối việc mở rộng NATO trong một tuyên bố chung mà hai nhà lãnh đạo đưa ra ngày hôm đó. Bị ràng buộc bởi tài liệu đó, Trung Quốc thậm chí không thể khuyên Nga thay đổi hướng đi. Đó là tình huống khó xử mà Bắc Kinh phải đối mặt. Vào ngày 8 tháng 3, ông Tập đã nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ông Tập tuyên bố rõ ràng rằng ông tôn trọng hiến trương Liên Hợp Quốc. Vậy tại sao ông Tập có thể im lặng trước hành động tràn đạp lên chính điều lệ đó của Nga? Rõ ràng là chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đã bị xâm phạm. Hiện đang bị quốc tế giám sát gắt gào, Trung Quốc cuối cùng đã chuyển sang cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Tuy nhiên, điều này sẽ không ngăn được sự tàn bạo của Nga. Điều cần thiết là hành động cụ thể để thúc đẩy Nga tiến tới một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Tại hội nghị thượng đỉnh ngày 4 tháng 2, ông Tập đã ngầm bật đèn xanh cho Tổng thống Putin. Như vậy, theo Nick nhà lãnh đạo Trung Quốc có trách nhiệm chính trong việc kết thúc chiến tranh. Tại cuộc họp báo của mình, ông Lý Khắc Cường cho biết việc đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5,5% của Trung Quốc sẽ không dễ dàng. Trong bối cảnh hoàn cảnh khó khăn cả trong và ngoài Trung Quốc, một yếu tố bên ngoài chính là Ukraine. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 50 năm chuyến thăm Trung Quốc của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon vào năm 1972, cũng là 50 năm kể từ khi Nhật Bản và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Sau đó, Bắc Kinh bắt đầu chính sách cải cách và mở cửa, đưa Trung Quốc vào con đường kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. 40 năm phát triển kinh tế liên tục của Trung Quốc có được nhiều mối quan hệ tốt đẹp với phương Tây, bao gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ và châu Âu. Theo John Nikkei, các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh không nên quên lịch sử này nếu Trung Quốc chỉ tập trung vào mối quan hệ của họ với Nga, quốc gia có mâu thuẫn với các nền dân chủ, thì sự tăng trưởng ổn định mà họ mong muốn có thể vượt quá tầm với. Thưa quý vị, Mục tin Thế giới sáng của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Safe một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin tiếp theo